Chào mừng anh em đã quay lại với channel của anh. Thân Lôn Tiên Chủ tính dị sau 10.000 năm. Tập 18. Tập chúng muốn làm gì? Tập chúng mày nói ai hả? Dạ. Sao có thể? Lục màng lớp 4 vào đạo Bạch Ngân sơ cấp thứ 31 thiên bản. Bản thân đã gà, còn không cho người khác nói. Mày, tớ vừa đi mà các em đã gây chuyện rồi à? Thầy, chớ lúc nào chịu yên. Cơ hội cọ sát còn nhiều. Mọi người, đỡ có nồn nóng. Lão đại, bây giờ là bí thầy thể hiện rồi. Chúng tôi còn phải tới ký túc xá. Đi trước nhà. Bye bye. Mấy người không thấy cái vẻ mặt lúc đó của Lục Màng đâu. Mặt hắn xanh lè cả ra. Thầy à, thời gian huấn luyện mỗi ngày đều có tiết mục vào lô tự do. Chúc các em may mắn. Hả? Tới rồi. Bí thư nhỏ tầng 2 à. Tầng 2 là chỗ ngủ. Phòng các em thì tự đi xem rồi chọn đi. Nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai thống nhất ở thao trường huấn luyện. Hả? Con tướng là có thể trực tiếp thả chúng em vào rừng bờ cà chưa? Mấy cái em nói là vào mấy cái ngày cuối. Từ lúc đó thì là em đầy đủ. Tôi chưa có. Tôi ngủ ở phòng bên trên. Có chuyện gì thì nhớ gọi tôi nha. Chúng ta ở cùng đi. À được. Chúng ta cũng ở cùng đi. Good. Ngủ ngon. Đem theo trẻ con đúng là mệt quá. Đi là cảm ứng với không ngừa. Cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt à. Ở bên đó hình như là bác Sơn. Chàng trách lại không cho đi. Thì ra là vì cái này à. Không cho đi. Đúng là chú rồng vật vả. Muốn nghi ngờ một chút mà cũng không được nữa. Hình như nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy rồi. Chuông không ngừa. Sao lại đây? Không phải là rời trên chiến trường giành giới, ranh giới với Minh Hoàng Tinh sao? Nhiều người quá. Đừng có dùng nữa. Từ đây. Đồng đất à? Kìa, trời mắt quá. Chuông không ngự sao đột nhiên lại đập rồi? Thế chúng ta muốn tỉnh lại rồi. Màu đưa đồ ra đây, tránh đêm dài lắm mộng. Biết rồi. Màu đi tìm công chủ. Đồng tình lớn như vậy, bây giờ mình đưa đồ đi cho bọn họ sẽ đỡ yên.
Hiện cho ta khôn chi ấn. Dừng lại rồi. Chứ như vậy đến rồi hết đi. Cốc chủ và trường lão đã tới rồi. Ai da, sao rồi không tới mù một chút. Coi như là gửi tạm đi. Mới mấy ngày nữa thì lấy. Lại, ai ở đó? Không phải chứ, nhảy bén như vậy sao? Tập 20, ai ở đó? Không phải chứ, nhảy bén như vậy sao? Bà hắn, đừng để hắn chạy. Rõ. Nhưng các người hài chân cũng không đuổi kịp nữa. Bắt được rồi. Lần này xem với chị thế nào. Ha, đúng là phiền phức. Sao đột nhiên lại phát hiện được mình ta? Lá cốc chủ đó đúng là cái chút bản lĩnh. Cũng mày là mình dùng lồ hoàng chỉ giấu thân mình. Có lẽ không bị nhận ra. Đúng là phiền phức. Cũng mày thánh vật vẫn còn. Sợ nhà trường lão vàng sợ cốc. Cẩn thận một chút. Nếu như bị đội mất. Hay là để ta kiểm tra thật dài một chút. Cốc chủ. À không sao, là thật. Hơn nữa sức mạnh động rồng ở trên thánh vật mạnh lên rồi. Thần lòng. Có lẽ đã thức tỉnh. Quá tốt rồi. Chúng ta có thể đón thần lòng về. Trưởng lão vạn xà cốc xà cố. Đừng có vui mừng quá sớm. Ánh sáng thánh vật phát ra, nhiều người đã thấy. Không sai. Bây giờ vị trí thánh vật đã bị bại lộ, phải chuyển sang nơi khác. Cậu chủ à, không hay rồi. Tên đó lợi hại quá. Anh em đi bắt đầu nằm ở trong rừng. Sống chết không rõ. Cái gì? Đi. Đi xem thử là chuyện gì. Phải thêm người phóng tỏa chỗ này cho ta. Một con kiến cũng không được vào. Rõ. Giao lưu vì hắn. Còn cung phụng chuồng không ngự của ta. Cái chút quen thuộc. Sao ta lại không nghĩ ra ta. Thời gian cũng lâu quá rồi. 10.000 năm chết gì. Là bộ xà mình. Lúc đó nếu không có mấy người thì tôi đã bị người của Minh Hoàng Tình bắt đi rút gót lục gia rồi. Minh Hoàng Tình, món nợ này sớm muộn gì. Sớm muộn gì ta cũng tính. Em chẳng qua đó. Cố lên các bạn. Kỳ đợt chấp chết. Cô mẹ nấu rồi nè. Chứ dù là hồn qua cái chút sự cố. Nhưng mà tập hoãn nửa tháng này đã bắt đầu rồi. Không khác gì ở trường. Chỉ là chuyện cộng sức khỏe, thể chất và thực chiến. Như vậy thì khoảng cách mạnh yếu cũng hiện rõ ràng.
Chứ dù là lớp đồ lòng vui vẻ không sợ thua, liên tiếp ban hành vẫn ảnh hưởng tâm lý của bọn nó. Phê vật lớp đồ lông luôn là rác rưởi. Hoàn tiêu tới cực hạn rồi, con không nhận thua. Giữa bọn họ có chuyện gì sao? Hoàn tiêu lớn như vậy rồi vẫn không có chút tiến bộ à? Anh kế của Hoàn tiêu giá dược. Tài không bằng người, tao không có gì để nói. Chàng quà, mày cũng chỉ là cái chút bản lĩnh đó thôi. Con cứng mồm mà. Bây giờ, mày đã tài hẹn sức mọn rồi. Đáng ghét. Nhìn quá co sát thôi, đến đây là dừng. À dạ, chỉ là do nó mà thôi, đừng có căng thẳng như vậy chứ. Hàn tiêu lần này co sát thì đi thôi, phải nỗ lực mạnh hơn nữa, lần sau còn may mắn như vậy đâu. Rốt cuộc là phải làm sao mình mới mạnh lên được. Hàn Tiêu còn chưa quay về sao? Không nghe thấy tiếng, ta thấy là cậu ta chịu đã kích lớn rồi. Vừa nãy tôi đã thấy Lệnh Ngự đi tìm cậu ta, có lẽ cũng sắp về rồi. Hai bọn họ là anh em tốt mà. Quả nhiên mình vẫn là phi vật, vẫn như vậy vô dụng. Ui, cái gì vậy? Tập 21. Chúng tôi tìm em cả nửa ngày rồi đó. Úi, cái gì? Không thấy nữa. Lào giá sao? Bị đánh ngu luôn rồi hả? Không sao chứ? À không sao, em cứ trốn tránh như vậy sao? Tặng em cái quà này. Lính ngủ cho tốt. Thời gian có ngồi sớm nữa, nghỉ ngơi đi. Được rồi chứ, di chuyển đồ đi rồi. Nhưng mà sao chỉ cần cảm ứng không ngừng thì mình có thể tìm được. Đi thôi. Có con phái người qua đây canh không? Cốc chủ đã chỉ dấu ký tức của thánh vật rồi. Bên ngoài thì con cài kịch giới rồi, gọi thăm người tới cạnh ngược lại sẽ bị bại lộ. Thuộc hạ đã đi nghe ngóng rồi, xá vương giả di chuyển không người chuồng tới sau rồng cốc. Cụ thể thì thuộc hạ vẫn chưa tra ra được. Chuyện này không cần cái cầu ra tay, sẽ có người đi dò đường. Thầy à, thầy tìm chúng em nói chuyện cho đàng hoàng. À vâng ạ. À.
Thì có chuyện giờ cho chúng em. Lần trước hai đứa làm việc không xong, tôi rất không hài lòng. Bây giờ cho hai đứa thêm một cơ hội nữa. Đưa viên đá này tới bác Sơn điều tra. Viên đá phát sáng thì nói cho tôi. Vâng. Bán xuyên rắn nướng đây, viên nhà nhện này, bò cạp nướng rồng bơ đây. À, sao em thấy trong lòng không được yên tâm? Đừng có nghĩ nhiều như vậy, đi ăn khuya thôi. Anh kia kìa, bị bọn bọn nắm chặt lấy cổ tay, sau đó thì liền rơi vào một nè, cậu thích chơi cái này à? Cậu có tâm trạng xem liền á? Không sao rồi. Không phải, chỉ là đánh một trận thôi sao? Không có gì đáng ngại cả. Lo, yên tĩnh. Nội dung huấn luyện hôm nay chỉ có một, đó chính là thực chiến bên ngoài. Sau khi nghe tiếng súng lệnh của tôi, tất cả tự chọn thấy con đường trên bảng chỉ đường tới điểm đến. Chúng tôi đã thiết lập cơ quan và lộ tuyến khác nhau, thứ tự sẽ được tới đích sẽ được xếp hàng. Là phải xếp hàng à? Lần này không thể đi chót nữa. Không phí lời nữa, bắt đầu đi. Bốn con đường à? Rác tái chế dược, rác sắp thừa, rác có hại và rải rác. Được rồi, chúng ta là rác gì vậy? Ta nói nhiều rồi. Rác có thể tái chế, ý đường này. Làm rác cũng phải có tác dụng chứ. Ngay cả làm rác cũng phải cuốn sao? Rác khác, chữ dưới chân. Rác sắp thừa. Bộ đồ này xấu vơ lờ đi được. Rác có hại. Thầy cô à, tôi đưa học sinh tới chỗ chữa trị trước. Chỗ này nhờ thầy. Con đường này sao ít người đi về ta? Con tướng có thể kích thích chút chứ. Ai vậy? Chà qua. Lấy là hai đứa kia. Anh à, viên đá càng ngày càng nóng rồi. Nắm ở trong tay cả ngày có thể không nóng hay sao chứ? Phương hướng này chúng muốn đi Bắc Sơn à? Mà chúng từ đó làm cái gì ta? Hả? Chuyện gì vậy? Tập 24. Tại Bắc Sơn. Anh nói xem thử đạo sư con tim là gì? Đâu có nghĩ lung tung nữa. Biết càng nhiều thì đối với chúng ta không có gì tốt. Hả? Sâu trong Bát Sơn. Tới đây thì ánh sáng của lòng huyết mạch, huyết thạch không thể đòi nữa. Xem ra đã ở đây rồi. Lợi hại quá. Cơ giới cấp hồn nguyên còn thơm, huyễn cảnh cấp hiền thiền. Không hổ là hậu nhân của sở mình, đáng tiếc ta có mảnh vỡ lồng lần. Phá cho ta. Đi. Lấy được rồi. Giấu đồ ra đây.
Nếu không đứng trích ta không khách khí. Thầy hung dữ quá à. Không có đạo đức người nghiệp gì cả, nên lén một cô gái yêu đuối ư? Vậy tôi chơi với ông vậy. Dạ, tóc bảo bối của ta. Ta phải giết mày. Đừng có hung dữ như vậy chứ. Đừng hồng chỉ. Cảm ơn nha thầy. Sau này chúng ta sẽ gặp lại. Ý ai lấy đồ của tôi mà còn muốn đi? Biết điều mà xúc đi. Mau giao ra đây. Nếu không thì nếu tôi nói khủng, vậy thì chỉ có thể đánh bại cô thôi, rồi tự lấy. Em trai à, có chút bằng lệnh đấy. Luyện tập nhiều thêm một chút đi. Em trai, không chơi nữa. Đừng chạy. Không chạy ở lại mời nhóc ăn cơm à. Viên trưởng, vật hoàn chủ cũ, ngay cầm lấy đi. Viên chủ ở đây à? Cái đệt. Cơ hội mau chạy. Muốn chạy không có cửa đâu. Các người không cản nổi đâu. Người của hắc bản à, quả nhiên đã đuổi tới đây rồi. Đối phương sớm đã chú ý tới vàng xà cốc rồi. Nói như cốc chủ còn giúp đỡ thì học viên chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Đây chuyện của chúng tôi không cần phải phiền lòng. Hắc bản là thứ gì? Có tôi chưa ra từ trong đất à? Tôi ở trong núi cũng biết mà. Thầy cô à, chỉ là quan tâm mấy cái chuyện này thôi mà. Hắc bản là tổ chức đánh thuê. Chỉ cần cho chúng thứ muốn thì chúng sẽ nhận nhiệm vụ. Vẫn chưa rõ U Minh Hội đã lôi ra hắc bản ư? Hơn nữa thần long đã xuất hiện, các thế lực đã bắt đầu rục rịch rồi. Những thứ này đã bị trộm, chúng không đâu dùng được. Thứ chúng muốn là phân tích năng lực thần long, nắm giữ huyết mạch thần long, chứ tạo ra con rối thần long nghe lời mình. À, thần long không rõ tung tích vào nghìn năm trước, ngay cả không ngừa chuồng cảm ứng với ngày ấy cũng mất đi sức mạnh. Thế là lão tổ đã đưa về cung phụng tới đây, chờ thần long xuất hiện lại. Cốc chủ lê nào đã quên rồi, có ác lòng đó đánh trọng thường thủ lĩnh cố thiền thù mới chỉ thoát được. Chúng ta ở đây làm phiền nhiều rồi, tới lúc về rồi. Cốc chủ, chúng tôi còn phát hiện ra một người ở trong động. Sao hắn lại chạy từ đó, lẽ nào cũng tới trộm thánh vật à? Cốc chủ, ngài xem ngôi của hậu viện bọn họ, cứ để cho bọn họ tự xử lý đi.
tập 25. Khôn ngựa chuồng bây giờ không dễ đuổi đi, mà ở đây lại không tra được nhiều hơn nữa. Có lẽ là quay về có thể tìm được manh mối khác. Thu Hà làm vì trân trách, không thể đưa thánh vật và sợi cốc về. Ngươi biết kết cục của nhiệm vụ thất bại chưa? Giờ, nhưng Thu Hà có đưa về một tin tức. Nói đi, lúc Thu Hà đã thử xuất hiện một người. Nói có người chuồng là đồ của hắn, nhưng ai không biết vạn sợi cốc nghìn năm nay bảo quản nó chưa? Chắc không phải người muốn nói, người đó là thần lòng là chưa? Thu Hà suy đoán, người kia có quan hệ thân thiết với thần lòng. Thông qua hắn, có lẽ có thể có được nhiều tin tức về thần lòng hơn. Đưa thôi. Cái kiểu tóc của thầy rất đặc biệt hà. Đừng có quậy nữa, để cho thầy nghi ngờ đi. Có những người bình thường khác thì đang đợi chúng ta. Con giá vừa sao? Con giá vừa. Không hổ lòng mò kịp, muốn giết tao chỉ dựa vào mày. Tên trước nói như vậy đang ở bên dưới đời ông. Phó viện trưởng, tao quân kết thúc trước dự kiến. Học sinh và giáo viên đều đã về rồi. Chuyện gì? Gần đây có người trộm thánh vật của Vạn Xà Cốc. Viện trưởng lo lắng là liên lụy tới học sinh nên đã đưa mọi người về. Nhân số đã đối chứng đủ rồi chưa? Không để ai mất. Trừ thầy Cố Sầm, cô lớp 4 vào đào và những lớp khác đều đủ. Cố Sầm, Cố Sầm à? Lúc về không thấy ông ta. Bây giờ là chị đi đâu rồi? Từ Vạn Xà Cốc về trường, không cảm nhận được khí tức của Cố Sầm. Biến mất không dấu vết sao? Hôm đó Cố Sầm tìm được sơn động kia trước mình. Đằng sau hắn lại Minh Hoàng Tinh, Ung Minh Hội, Hắc Bản. Đối phương lại trước kia mấy cái việc còn đầu óc đều là Cổ Thiền thù làm. Mình chỉ cần đi đánh nhau là được. Hai cái tên trước là gì? Có nhìn thấy thầy Cổ đâu không? Không có. Chúng tôi đi đây. Mau cút, cút đi. Xui xẻo. Có phải thầy Cổ anh? Thầy Cố Sập, nói nghe xem. Đừng học chị, lần này không đánh hai người. Nói đi, Cố Sập ở đâu? Sau lần thực chiến ngoài trời thì chúng tôi không thấy ông ấy nữa. Anh đi tìm chúng tôi, chi bằng thế đi tìm hậu cần đi. Vậy sao? Hôm đó không phải các người cũng công Cố Sập vào sơn động sao? À, cái đợt mà chúng tôi trả đồ cho ông ta rồi đi luôn. Đồ gì? Khôn người chuồng sao? Tôi biết. Tôi không biết thầy đã nói cái gì. Nhưng mà thầy cứ đùa cợt với chúng tôi nữa. Thì người cuối cùng nhìn thấy Cổ Sầm cũng không thấy nữa đâu.
Không có ai đã nghỉ sao? Không có, có lẽ là chúng ta đã nghỉ rồi. Một tên cũng đừng hòng thoát. Hả? Chỗ nạp chuyến gì? Là mục tiêu cấp S của chúng ta. Cố Trần Phong. Tôi muốn uống rượu. Lâm Lạc Âm gia chủ hiện tại của Long gia. Không phải là có tin tức của quý khí U Minh sao? Nói tới cái này, tôi theo hướng chỉ của cô và hai tên U Minh hồi điều tra. Quả nhiên là câu kết. Dù sao thì chị ta cũng rất ghét tôi mà. Nhưng mà U Minh hội hợp tác với chị ta kết lợi ích gì? Không thể nào là giúp đỡ chứ. Trừ cô ta, tối thiểu mất trợ lực, Long gia sau này, chứ dù là thu nạp nhân tài của học viện thì vẫn điều tra U Minh hội sẽ trở thành phiền phức hơn rất là nhiều. Có người tới, tại chúng tôi ra. Chờ đạo sư như anh lấy cái thông vụ nhiệm vụ có bất ngờ như vậy chứ? Giờ phó viện trưởng à, hai cái tên này là người cuối cùng gặp cổ sầm. Vậy cậu nên đưa hai người họ tới tìm Lưu Hòa Tùng, muốn gây sự chú ý với phó viện trưởng già. Thao tác này quá quê mùa rồi. Chính là cái tên đó phát hiện quỷ khí ồn mình trong giới chuyện.